Villa xin chào quý nhà đầu tư. Theo dòng những sự kiện nóng nhất về thị trường tài chính, nền kinh tế thế giới đã diễn ra trong tuần này, Happy Life sẽ tổng hợp lại để nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan và giữ vững tâm lý bình tĩnh, ứng phó thông minh trước những biến động này của thị trường. 1. Silicon Valley Bank phá sản. Sự kiện này khiến Fed chùn chân trong tăng lãi suất. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ triển vọng hệ thống ngân hàng Mỹ. Sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank, gọi tắt là SVB, và ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đánh dấu cuộc khủng hoảng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Mỹ kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền này là hậu quả của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tăng lãi suất. Sự kiện này khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ, gọi tắt là FOMC, rơi vào thế khó. Một mặt vẫn chịu áp lực phải tăng lãi suất điều hành để kiềm chế tình hình lạm phát. Mặt khác, vẫn phải tiếp tục tăng lãi suất có thể đẩy các tổ chức tài chính vào tình thế nguy hiểm. Do đó, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ bớt diều hâu hơn so với trước đây. Hiện dự báo mức đỉnh lãi suất điều hành của Fed ở mức 5-5,25%, thấp hơn so với trước sự kiện SVB là 5,5-5,75%. Đồng thời, kỳ vọng Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất điều hành kể từ quý 4 năm 2023, sớm hơn so với dự báo trước đó là vào quý 1 năm 2024. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này đã trải qua trong những ngày gần đây. Trong báo cáo công bố ngày 13 tháng 3, dịch vụ các nhà đầu tư của Moody's thông báo hạ mức đánh giá triển vọng với hệ thống ngân hàng Mỹ từ ổn định xuống tiêu cực. Theo Moody's, quyết định này phản ánh đúng mức độ suy thoái nhanh chóng trong môi trường hoạt động của ngành ngân hàng Mỹ sau khi xảy ra tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi ba ngân hàng lớn, bao gồm Silicon Valley Bank, Signature Bank và Silver Ridge Bank, cũng như việc SVB và Signature Bank tuyên bố phá sản. Mặc dù giới chức Mỹ đã vào cuộc để củng cố mảng tiền gửi tại SVB và Signature Bank nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng, Moody's cho rằng các ngân hàng khác trong hệ thống vẫn có thể chịu rủi ro. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, và chỉ sau đó 2 ngày, ngân hàng Signature, chuyên cung cấp các khoản vay cho lĩnh vực tiền điện tử, cũng đóng cửa. Cả hai vụ sụp đổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi có tin Silver Ridge, một công ty cho vay khác của lĩnh vực tiền điện tử, sẽ ngừng hoạt động. 2. Ngân hàng Credit Suisse nhanh chóng lên hồi chuông cảnh báo cho hệ thống ngân hàng, cổ phiếu xuống mức thấp kỷ lục. Cổ phiếu của Credit Suisse đã lao dốc mạnh và chi phí các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đã gần chạm mức khó khăn sau khi cổ đông lớn nhất của ngân hàng đã loại trừ bất kỳ khả năng hỗ trợ bổ sung nào. Credit Suisse đang trong quá trình tái cơ cấu phức tạp kéo dài 3 năm nhằm đưa ngân hàng trở lại hoạt động có lãi. Ngân hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng giảm giá gần đây, được kích hoạt với sự sụp đổ của Silicon Valley Bank. Ngân hàng Credit Suisse cho biết sẽ vay tới 50 tỷ francs, tương đương 53,68 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, dưới dạng công cụ cho vay có đảm bảo và công cụ thanh khoản ngắn hạn. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi cổ phiếu Credit Suisse rất mạnh vào ngày 15 tháng 3, chạm mức thấp kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Trước đó, nhà đầu tư lớn nhất của Credit Suisse, Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út cho biết sẽ không hỗ trợ tài chính thêm cho Credit Suisse nữa. Hoạt động vay vốn của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ cho các mảng kinh doanh cốt lõi và khách hàng của Credit Suisse trong quá trình cải tổ thành một ngân hàng đơn giản hơn và tập trung hơn xoay quanh nhu cầu khách hàng. Credit Suisse cho biết trong một tuyên bố. Bên cạnh đó, ngân hàng còn đưa ra đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt đối với 10 chứng khoán nợ cao cấp định danh bằng USD với tổng giá trị 2,5 tỷ USD và một đề nghị đấu thầu khác với 4 chứng khoán nợ cao cấp định danh bằng euro với tổng giá trị 500 triệu euro. Trong báo cáo tài chính mới công bố, Credit Suisse cho biết khách hàng của họ đã rút số tiền lớn chưa từng thấy vào đầu tháng 10 và tình hình vẫn chưa cải thiện bất chấp những nỗ lực của ngân hàng. Credit Suisse cho biết họ đã sử dụng đệm thanh khoản do ảnh hưởng của làn sóng rút tiền năm ngoái. Hiện tại, Credit Suisse cung cấp lãi suất tiền gửi cao hơn đáng kể so với các đối thủ để thu hút khách hàng. 3. Động thái giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước. Các chuyên gia cho rằng ngân hàng nhà nước giảm lãi suất có mục tiêu chính là đi trước đón đầu trong điều hành chính sách, đồng thời cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đã lành mạnh hơn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước có nhiều bất trắc, ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để tiếp tục điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, qua đó góp phần thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay khi điều kiện thị trường thuận lợi. Ngày 14 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.
Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp đồng bộ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát chặt chẽ lãi suất tiền gửi để giữ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6% một năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% một năm xuống 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Đến nay, mặt bằng lãi suất dần ổn định, hiện lãi suất tiền gửi phát sinh mới của các ngân hàng thương mại khoảng 6,7% một năm và lãi suất cho vay phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 9,4% một năm. Trong đó, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất tiền gửi và cho vay. 4. Chỉ số giá tiêu dùng gây áp lực lên chính sách Fed, làm phát Mỹ đẩy Fed đến ngã ba đường. Giá tiêu dùng tháng 2 tăng tốc trở lại khiến Fed phải lựa chọn giữa hạ nhiệt lạm phát và kiềm chế bất ổn tài chính. Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm 14 tháng 3 cho biết lạm phát lõi tháng 2 của nước này không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng tăng 0,5% so với tháng trước và 5,5% so với năm ngoái. Tốc độ này cũng cao hơn tháng 1. Lạm phát tăng tốc trở lại đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ cần đối phó lạm phát, mặt khác, họ phải kiềm chế rủi ro tài chính đang tăng lên sau hai vụ sụp đổ ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank. Chuyên gia Jeremy Graham cho rằng, chính sách của Fed tạo ra nhiều bong bóng và đến cuối năm 2024, thị trường mới chạm đáy, hy vọng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm. Ông nói, không có bong bóng tâm lý nào lại không kéo theo một cuộc suy thoái thông thường hoặc thậm chí là đại suy thoái. Khi được hỏi về việc liệu năm nay có câu chuyện bong bóng dot-com sẽ lặp lại hay không, ông cho rằng thị trường chạm đáy vào cuối năm 2002, phần lớn các siêu bong bóng đều diễn ra trong vài ba năm, nhưng tôi đoán lần này sẽ rất lâu. Ý tưởng cổ phiếu chỉ tăng giá đã in sâu vào tâm trí nhà đầu tư, cộng thêm sự đầu cơ điên cuồng được thổi lên bởi những khoản trợ cấp Covid hậu hĩnh, đồng nghĩa sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ còn lớn hơn cả bong bóng dot-com. Trong các bong bóng này, xuất hiện rất nhiều thời điểm mà người ta nghĩ rằng đã đến lúc bắt đáy, thị trường đảo chiều tăng điểm khiến họ cảm thấy điều tồi tệ nhất đã qua, để rồi sau đó lại vấp ngã đau hơn. Tôi ước rằng viễn cảnh chỉ số S&P 500 giảm 80% sẽ không trở thành sự thật. Nhưng nếu như bong bóng dot-com thì chúng ta sẽ có 3 năm đau đớn. Đến cuối năm 2024, thị trường mới chạm đáy. Năm nay các chỉ số sẽ không giảm nhiều, có lẽ đến tháng 4 tình hình sẽ khá hơn. Trong phần lớn trường hợp, mọi người nói rằng lần này sẽ không sao, không có hạ cánh cứng mà chỉ hạ cánh mềm. Nhưng không có bong bóng tâm lý nào lại không kết thúc bằng suy thoái. Chỉ có suy thoái nặng hay nhẹ, tồi tệ hay thoáng qua mà thôi. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật tin tức thị trường và những video hữu ích về bài học, kiến thức đầu tư. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.